Đây là cái sân từ ở trong nhà kho của bầy ngựa nhìn ra ngoài mặt lộ. Lúc này thợ đang dọn dẹp sân vườn nè, dòm đã con mắt dễ sợ luôn. Rồi sẵn trả lời comment của bạn này, nói là chị ơi, hồi lúc trước chị có xây một cái chuồng bự cho bầy ngựa, mà khi đưa tụi nó vô là tụi nó rất là hoảng sợ luôn. Bây giờ cái chuồng này còn khổng lồ hơn nữa, và tụi nó có sợ không chị? Hay là đem cái chuồng cũ bỏ vô cái chuồng mới? Rồi, cái chuồng mà chị xây cho bầy ngựa lúc trước mà tụi nó hoảng sợ á, là chị xây ở bên nhà Yến. Thứ nhất là bên đó chó sủa sùm, thứ hai là cảnh lạ, thứ ba là mình thiếu kinh nghiệm, mình không có đem những cái đồ vật mà có cái hơi của tụi nó đó, ví dụ như là giải nè, cái đồ cào móng nè, hoặc là cái thao cát mà nó hay sử dụng nè, mà khi có hơi tụi nó thì tụi nó sẽ đỡ hoảng sợ hơn. Kỳ này chị xây cái chuồng bự này là sát bên cái chuồng tụi nó ở, cảnh quen, đồ đạc thì cũng sẽ đem vô cái chuồng mới luôn, cho đó có thể tụi nó sẽ đỡ hơn rất nhiều nha. Và từ từ mình sẽ cho nó làm quen, chị nghĩ có chừng 2 ngày là tụi nó quen được rồi, có thể sớm hơn 2 ngày. Nè mọi người coi nè, từ trong chuồng của bầy ngựa nhìn thẳng ra ngoài này, toàn là hoa không, bông giấy nè, rồi cái bông vàng vàng kêu là bông hoàng hạ hay là hoàng hậu gì đó. Tụi nó sẽ có thêm một cái view mới để mà ngắm. Mà công nhận mấy ông này giỏi ghê ha, tỉa cành tỉa cây rất là gọn luôn, để nó không có lấn chiếm cái cổng. Mà tỉa giỏi tới nỗi ổng bứng luôn cái cây bạc hà của má tôi trồng, bây giờ ba la sùm hết trơn. Còn đây là một chút thành ý của những người dọn dẹp sân vườn cho bầy ngựa. Mỗi người tặng cho bầy ngựa một cái bông coi như là chúc mừng tân gia. Mà cha nội này đi ngộ ghê ha, tay cầm dao tay cầm bông. Trời ơi, đi tặng quà tân gia cho mấy con mèo. Tôi nghĩ ông đi đánh lộn không luôn á. Đây, ông Út đại diện cho cu ly trưởng tặng cho gia đình của bầy ngựa một món quà coi như là quà tân gia. Anh chúc mừng tân gia của em và ngày tân gia về nhà mới hả? Nha, chúc em được nhiều hạnh phúc, được nhiều khỏe. Lúc này tôi vừa cho con khế còn giờ con nhọn vô đây chơi. Mà khi thấy ông này cầm cây dao cái bông hết hồn hết vía trốn hết trơn, không con nào dám lú cái mặt ra cho tới khi ông này bỏ đi. Còn đây là Tà Lõn, nhân vật có tên gọi rất là độc quyền, tranh thủ quét lá cây cho nhanh nhanh. Nhờ có Tà Lõn mà cái cô quét sân vườn cho tôi hôm nay được khỏe ăn chút xíu. Nói gì nói, hôm qua dao kèo dọn dẹp khi nào mà tôi thấy được con mắt thì thôi. Cuối cùng là dọn dẹp cái nhà chà lại cái sân này. Nói chứ mấy ổng chà cái sân này tính tới hôm nay là cỡ chừng 5-7 lần rồi đó nha. Cái này là nói không nghe, để gạch vô thì mình phải chà rửa cái sân liền, không đợi tới ngày mai nó để sáng mai xi măng nó ăn vô cái gạch rồi nó đục ngầu cái gạch luôn. Chứ gạch người ta rất là sáng nha bà con. Người nào có đang xài gạch lót sân vườn này cho tôi ý kiến coi. Ví dụ mà xi măng nó ăn vô vậy rồi bao lâu nó mới sáng được? Đó, giờ chà hoài cũng không sáng nổi luôn. Nếu mà người nào mà có lót cái gạch này á, thì nhớ chà rửa ngay lần đầu tiên nha, chứ đừng có đợi ngày mai ngày mốt là nó đục giống vậy nè. Chắc phải đợi gần 1 năm trời nó mới gỡ cái xi măng đó ra mới sáng lại bình thường được. Còn khế ở trong nhìn ra ngoài, không biết mấy ông này đang làm cái gì vậy. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ ra video lại bình thường nha bà con. Rồi bye bye mọi người.